Xin chào tất cả anh em yêu cây nhá. Thì hôm nay vườn mình sẽ xuất bán cái nô cánh chiết hoa mai xanh này. Hiện tại đây là dòng Đà Lạt nhá anh em nhá. Cánh chiết hoa mai xanh này thì hiện tại ra rễ rất là đẹp rồi. Hôm nay vườn mình bắt đầu xuất bán. Đây mình sẽ quay cho anh em xem. Rễ rất là đảm bảo rồi. Đây mình bán cánh chiết để cho anh em về vào bầu. À, trồng thẳng đều được nhá. À, đây là cánh chiết của nó đây. Mình tháo cho anh em xem dễ này. Đó. Dễ rất là đảm bảo luôn. Em phải đấy. Rất là nhiều dễ nhá. Cành rất là to à. Em phải thấy này. Cành này về trồng cái sang năm có hoa luôn. Còn mùa này không phải mùa hoa nó. Hiện tại thì toàn bộ cây giống hoa mai xanh đều được mình nhân giống đấy, tại vườn luôn. Thế nên anh em hoàn toàn có thể đảm bảo về cái chất lượng, tin tưởng và đảm bảo cái chất lượng của cái cây trồng. Nên anh em nào có nhu cầu mà muốn mua cái cây giống hoa mai xanh này đấy, với số lượng lớn hoặc mua lẻ thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0988927081 anh em nhá. Đối với những cái cành chiết này ấy, thì sau khi về anh em có thể tháo cái bầu ni lông này trồng trực tiếp xuống dưới đất luôn, hoặc là vào bầu hay là lên chậu đều vô tư. Để mà cái cây này nó được đẹp thì mà anh em chơi bonsai, chơi cây cảnh thì anh em nên để dựng nó đứng lên anh em nhá. Dựng nó đứng lên có nghĩa là khi mà nó phát triển dây leo, anh em làm một cái cây trống ở giữa xong cắt tỉa đi, không cho nó leo nữa. Ta sẽ chơi theo kiểu tán ấy, nó nở hoa rất là đẹp. Đấy. Sau đây là một số cái hình cái cây hoa mai xanh mà sau khi làm kiểu dáng thế rồi bóng tán thì nó nở nó sẽ như thế này nha anh em nhá. Đây hiện tại mình có cái nguồn cây mẹ. Nguồn cây hoa mai xanh rất là nhiều. Anh em thấy thế này. Mình trồng rất là mật độ rất là dày đặc vì mình làm giống mà. Bây giờ là cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm lịch rồi. Đây ở đây nó cũng có một số cây. Nó ra hoa nó hơi trái vụ một tí này. Anh em thấy hoa đây này. Cái bông này bông bé thôi. Quay cho anh em xem để nó xem cái hoa nó đang nở thực tế nó nhỉ, rất là đẹp đúng không? Đấy, mình có nguồn cây mẹ rất là lớn, thế nên là anh em nào có nhu cầu kinh doanh hay là đặt trước cái giống này để cung cấp số lượng lớn thì hãy liên hệ với mình nhá. Mình có nguồn cây mẹ rất là nhiều. Thì mình trồng cái dòng này nó rất là lâu rồi, được tận hơn 5 năm rồi cơ. Trước khi mà cái dòng này nó nhiều ấy. Riêng cái dòng Đà Lạt này mà để mà làm bonsai cây cảnh cực kỳ đẹp anh em nhé. Thân nó đứng được mà. Đấy, cái nguồn cây mình rất lớn. Giá mình cũng rất là hữu nghị thôi. Vì mình trực tiếp sản xuất cây giống chứ mình không có nhập qua Thái Lan hay là gì cả. Mình trực tiếp sản xuất ngay tại vườn. Giá thành rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu mua cây giống hoa mai xanh để về chơi Tết. Hàng cây độc và nạ. Nó nở thì nó nở từ cái lúc ở với thời tiết miền Bắc là từ tháng 11 âm lịch đến tầm tháng 4 tháng 5 anh em nhá. Đối với những cái cây mà trồng năm đầu chưa ra hoa đấy là vì nó chưa đủ độ già nhá. Sang năm thứ 2 bắt đầu nó sẽ ra hoa. Và anh em lưu ý là cây này ấy, nếu mà trồng vào cái chỗ mà nó nhiều phân quá là nó sẽ không ra hoa đâu, nó phát triển rất là tốt. Thế anh em cố gắng là cho nó ăn cái nhiều lượng phân nó hợp lý là được anh em nhá. Video của mình hôm nay qua đến đây thôi. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Tất cả anh em có nhu cầu mua cây giống hoa mai xanh hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để trước màn hình. Xin cảm ơn tất cả anh em nhá.